Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 24 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Băng giá trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn. Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Ảnh đẹp như tranh vẽ cường kích Mỹ giữa bão tuyết. Thưa quý vị, mới đây, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn đã có lúc xuống âm 1 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh núi, khu vực Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh, băng giá cũng phủ dày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 1, nhiệt độ quan trắc được tại Mẫu Sơn Lạng Sơn đã xuống mức âm 0,9 độ. Đây là nhiệt độ thấp nhất trong các trạm đo khí tượng ở miền Bắc. Ông Hoàng Quốc Huy, trạm trưởng trạm khí tượng Mẫu Sơn Lạng Sơn cho biết, hiện tượng băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Băng đóng dày trên mái nhà và gờ tường, đường dẫn lên đỉnh Mẫu Sơn bị băng bám trơn trượt kèm theo gió lớn, trời lạnh buốt, song vẫn có đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Một du khách chia sẻ, 2 giờ sáng, nhóm tôi lên đến đỉnh Mẫu Sơn. Mặc dù mặc quần áo khoác dày, đội mũ len, găng tay, áo giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể, song vẫn lạnh thấu xương. Sáng nay, khi nhìn thấy băng phủ trắng cây cối, mái nhà, mọi người đều rất vui. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Thành phố Vinh có mưa rải rác, đêm không mưa trời lạnh, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ. Thành phố Huế có mưa trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Thành phố Đà Nẵng nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thưa quý vị, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc bắt đầu bước vào đợt rét đậm rét hại kéo dài. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người dân chủ động phòng chống rét. Không khí lạnh đã gây mưa rét tại hầu khắp các vùng thuộc thủ đô Hà Nội. Dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1, rét đậm rét hại sẽ tiếp diễn. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C. Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, ngay sau khi có thông tin về đợt không khí lạnh tăng cường, đơn vị đã tham mưu ban hành văn bản gửi các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và khuyến cáo một số nội dung phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai đến cây trồng vật nuôi. Hiện các cấp chính quyền tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kịp thời các biện pháp phòng chống rét, đặc biệt là khuyến cáo người dân không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người như từng xảy ra tại một số tỉnh thành. Sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó, tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, dự trữ thức ăn, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất rau màu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương duy trì trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình và thiệt hại trong đợt rét đậm rét hại này, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, bang Michigan, Mỹ mới đây đã hứng chịu nhiệt độ lạnh giá cùng tình trạng tuyết phủ dày khắp nơi. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến hàng loạt các hoạt động trên toàn bang, với một số nơi có tuyết dày lên đến 30cm. Tuy nhiên, tuyết phủ trắng xóa cũng tạo ra một khung cảnh thú vị khi chụp ảnh các máy bay quân sự đang đỗ tại căn cứ vệ binh quốc gia không quân Surfleet ở bang này. Cụ thể, để ghi lại được ảnh các máy bay cường kích A-10C Thunderbolt giữa tuyết rơi, các thợ chụp ảnh phải chụp nhiều lần vì hình ảnh được trả ra trông như một bức tranh. Các ảnh chụp cho thấy một hàng máy bay Thunderbolt A-10 phủ đầy tuyết, trông gần giống như những hình vẽ minh họa trên nền phong cảnh trắng xóa. Được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1970, A-10 là máy bay quân sự duy nhất của Mỹ, được chế tạo để hỗ trợ tầm gần nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. A-10 được biết đến nhiều nhất với khẩu pháo GAU-8 Avenger 30mm có khả năng bắn gần 4.000 viên đạn một phút. Máy bay này còn có thể mang bom, tên lửa và tên lửa chống tăng AGM-65 Avarice. Nhóm cường kích A-10 Thunderbolt là một phần của phi đội 127, một đơn vị tổng hợp của Không quân Mỹ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia với khoảng 1.700 phi công dân sự. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay ngày 24 tháng 1. Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trung Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét hại. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại.
vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, có nơi dưới 0 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 16 đến 19 độ, có nơi trên 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 9 đến 12 độ, phía Nam từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 12 đến 15 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 25 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Thưa quý vị, miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Do đó, quý vị hãy chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là khi phải đi ra ngoài đường trong thời tiết này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối nay ngày 24 tháng 1. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.